Có giáo sư.
chưa. Dạ. Cái vụ chiến tích của gì đó. Chiến tích của lâu rồi. Dạ. Đã quên. Dạ. Chiến tích của thầy bầu. Thầy màu. Thầy bầu. Thầy kính. Thầy kính đó. Dạ. Năm nay cháu nó cũng được 6 tuổi rồi, nó năm nay nó sẽ vô lớp 1 học. Dạ. Yeah. Ai hỏi nó con ai cái đó, nó nói con của sư phụ. Dạ. Quán sư sư chủ quán sư sư chịu. Dạ. Cho thì mẹ là dũng sư. Dạ. Dạ. Lớn lên sẽ ông nghe nghe. Dạ. Xin con lễ hòa thượng xong con xin phép con lui ra phía ngoài để hòa thượng nghỉ. Dạ. Thế đi, có chuyện gì nói chứ không sao hết. Dạ, con một lần chúng con chỉ là cung kính hòa thượng từ trước tới giờ này, từ trước sau chúng con có những học trò của hòa thượng. Từ ngày chúng con đặt chân từ dưới quê về Sài Gòn rồi được học hòa thượng, được hòa thượng chỉ dạy rất là nhiều điều, nhưng vì chúng con sau đó phải quay trở về quê để lo công việc chùa, cũng không thực hiện được những gì hòa thượng chỉ dạy hết, mê lo việc chùa, quên đi cái chuyện tu hành như hòa thượng chỉ dạy, không có được dịp gần gũi nhiều với hòa thượng. Nhưng chúng con cũng nguyện khắc ghi những lời hòa thượng chỉ dạy để làm kim chỉ nam trên con đường tu tập. Chúng con chỉ biết ngưỡng chúc hòa thượng được nhiều sức khỏe để làm điểm tựa cho chúng con trên con đường cùng sự đạo pháp và tu hành. Cảm ơn. Lại về đi nhé. Dạ. Để đứng rồi ha. Dạ. Còn này có gì qua ý nhận hết. Dạ. Dạ, hòa thượng nghĩ con xin phép con lui. Dạ. Dạ.